làm nồi cho quay pha 100 thì tìm chiếc xe khách. Lắp ráp gần xong nha nè. Hai miếng bố nồi, lò xo. Nồi nồi 6 lò xo nha nè. Vô số nặng chạy không được ha. Qua tìm xe khách làm lại bao vô số nhẹ chạy mạnh nha nè. Anh em nào chạy xe chở hàng máy yếu hao xăng cứ qua tiệm xe Khánh ha. Đó địa chỉ 462/15, đường 3 tháng 2, phường 2, quận 10. Bao làm nồi mạnh bền bóc chứ kiểm sao. Nhận làm cho anh chạy ráp công việc nha Nam. Chạy bền mạnh và tiết kiệm xăng ha. Anh em nào cũng đi làm, đi phượt, đi tour có làm hết nha Nam. Nhận lên máy 100, full 125, 135, 150, 175 nha. Bao bền mạnh, cái tour phượt ngon. Anh em ở xa có thể liên hệ Khánh để mua hàng hoặc là gửi xe ha. Số điện thoại Khánh 038 9910 535. Ở đâu bên đây hả?